Xin chào tất cả các bác. Vâng, tiếp theo clip Tết Giàn đầu xuân, em xin chúc tất cả các bác năm mới nhiều sức khỏe, thành công và vui vẻ hạnh phúc. Vâng, trở lại công việc chính, hôm nay test cái bộ dàn Kenwood 5G này cho anh Đinh Đức Tín, có địa chỉ tại xóm 1, thôn Hưng Đạo, xã Hải Phúc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Thì trước khi gửi hàng cho anh Tín, em sẽ test và soi hình thức bên ngoài và tất cả các chức năng của một bộ dàn trước khi gửi hàng cho anh Tín cũng như tất cả các bác. Và thì trước mắt các bác quan sát, đây là một bộ dàn Kenwood 5G. Và bộ dàn Kenwood 5G này vẫn bao gồm 5 thớt như bình thường, trên cùng là CD, thứ hai là Equalizer, hai hàng dàn đèn nước rất là đẹp và vẫn tùy chỉnh và nhớ được 5 chế độ Equal, rất là đẹp và chất âm rất là hay ở cái giải tần chỉnh Equal của con 5G này. Tiếp theo là thứ ba này là thớt Zanio hoạt động rất tốt, và tiếp theo là âm ly thì trên âm ly nó sẽ có chức năng chỉnh bát, chỉnh check và phân loa. Đây như bát, check và phân loa, em sẽ chỉ luôn. Cái này lúc nào phải để giữa hai loa nó mới cân được. Và đặc biệt con này là nó nhận tín hiệu ở giải mã hai cổng các bác nhé. Thứ nhất là một cổng quang giải mã CD. Đây giải mã CD là sẽ giải mã từ cái đầu CD để xuống, là chạy một đường giải mã, và tiếp theo còn một đường BSDAT này nó sẽ giải mã ở TV mạng. Đây em đang chạy TV mạng xuống này. Đấy, là sẽ giải mã ở đường TV mạng BSDAT này. Nếu như các bác cắm cổng quang, tí quay sau em sẽ chỉ các bác là đường BSDAT. Và ngoài ra các đường vào analog thì nó có vào bằng tín hiệu analog AB, AUX hoặc video, hoặc rất là nhiều đường vào, hoặc là AVOX1 thì có thể là cắm được điện thoại vào đằng trước. Khi cắm LR đằng trước này, lấy tín hiệu từ điện thoại vào thì các bác sẽ ấn cái nút công tắc là thụt vào. Còn nghe cắm đường AVOX đằng sau thì ta sẽ nhả cái này ra. Và dưới cùng đây là băng dây. Và cũng rất chú ý với một số bác các cháu nhỏ, khi là ấn vào những cái nút này nó sẽ cắt mất loa. Thì các bác chú ý là khi dùng để ý lúc nào loa không nói thì kiểm tra cái công tắc này, nhấn thụt vào thì là âm ly sẽ nói bình thường, vì cái này nó on up sub cơ để tắt mở loa. Còn là lúc này nút volume rồi tôi nói đây. Những con này nó đầy đủ các chức năng, ghép được súp, được sen, thì đều có công tắc bật khi nghe sen chơ và nghe súp, nếu như các bác phối ghép thêm. Bình thường thì dàn chỉ cần 5 thớt và 2 loa là nghe là ok rồi, với công suất là 100W trên một thùng 6 ohm và loa 3 đường tiếng, một check, một chung và một bass 25. Và màn carbon gân lụa tẩm dầu màn carbon rất là đẹp, carbon rẻ quạt. Tất cả những cái viền ốp chỉ vàng của bộ dàn này còn sáng choang, rất là đẹp, không có than gì. Và đây là loa bên vế bên tay phải, tay trái. Và tiếp theo bên này là loa vế bên tay phải, cũng rất là đẹp. Em sẽ soi cận cảnh với chi tiết luôn. Dàn của loa xuất sắc. Và đây là loa vế bên tay phải này, cũng bát xung chiếc, rất đẹp, không có dập vỡ, méo gì cả. Vâng, Kenwood 5G, loa zin theo dàn Kenwood 5G các bác nhé. Chân mép thùng đẹp, không có sắt vỡ rồi. Bên này cũng vậy. Vế là made in Japan. Vâng, bên này là vế giờ. Thì bộ dàn này là chạy điện 100V. Có khi dùng các bác chú ý chạy qua một chiếc đổi nguồn hoặc ly hoa ổn áp như này để được an toàn. Với các kết nối thì em đã kết nối hết rồi. Khi đóng hàng em sẽ rút cái đường dây quang CD này ra. Thì khi nhận hàng các bác sẽ cắm vào đường
phóng quang CD digital trên này, còn cái đường dưới này là em đang chạy cái đường từ TV mạng vào đường đó này, giải mã trực tiếp đường BSDAT luôn. Thì em cắm cái đường TV mạng từ TV Smart vào đây, nghe chất âm rất sạch và hay và đầy đủ những cái đường ghép súp, ghép sen, ghép súp và ghép sen, ghép su dao, cho nên là rất đầy đủ những dàn cái bút 5G này. Nếu các bác nào thích bài thêm thì mua thêm cái súp, cái sen, còn không thì các bác chỉ cần nghe làm thớt và hai loa là ok rồi. Để khi nhận hàng thì bác đấu như này, đấu dây như này, đỏ đen, tương tự vào đây như vậy, đỏ đen như vậy. Vàng dán hôm nay thì cũng duy nhất còn một bộ 5G này thôi các bác nhé, cũng không còn nhiều đâu. Bởi vì đầu năm này hàng nó cũng rất là khan hiếm, không sẵn trong năm. Bên hôm nay cũng có một số những bộ dàn này thì các bác liên hệ với em theo số điện thoại 0979086225, Kenwood 7Y, hôm nay có một bộ thôi, và 5Y còn một bộ, và Onkyo F33, Tiktik D5000 và Sansui Quark 3, S700XD và Sony MD99 vẫn có hàng, và những bộ dàn Kenwood A97 bản full cũng vẫn có hàng các bác nhé. Và khi liên hệ với em theo số điện thoại 0979086225, địa chỉ em tại ngã ba bưu điện Cầu Giàng, xã Tân Hương, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Vâng, bây giờ em sẽ test chi tiết cái bộ dàn này. Đây là đang chạy cái đường TV mạng. Đấy. Thì em chuyển về đường BSDAT này, chạy qua cổng quang để mã. Băng thì có sẽ chuyển sang ta pha, thì ta sẽ bấm play. Vâng, quay băng cửa B cũng rất là tốt. Đây em sẽ test quay băng cửa A. Tốt các bác nhé. Tiếp theo là tu lơ, các nghe radio, nghe radio ta sẽ ấn tu lơ đấy. Và những yêu cầu mà doanh nghiệp cần phải đáp ứng nếu như không muốn tụt lại phía sau. Tuy nhiên, đối với nhiều doanh nghiệp, cuộc cách mạng 4.0 là vấn đề mới và muốn tìm hiểu để hiểu rõ. Ông Điền Văn Giáp, giám đốc công ty cổ phần Mechandex Việt Nam cho biết. Nền công nghiệp 4.0 chúng tôi rất là đang muốn tiếp cận, muốn tìm hiểu và muốn hiểu sâu. CD thì ta sẽ bấm vào CD đấy, bấm vào CD, ta sẽ cho đĩa vào. Những dòng này mắt nó chạy cũng rất là lành, với những Kenwood hàng dòng này. Bài 1 vào cái nhận bài ngay, em bấm vào bài 5. Đĩa bỏ, đĩa trợ, đĩa máy tính nhà vẫn chạy hết các bạn. Biết rằng mãi chia đôi người đôi ngả, tôi xin anh đừng chúng ta chung đời lính chiến phong sương, quê nhà với muôn phương. Đường trần dù trong gai ta đi vì lý tưởng, mộng cho đời
vàn sâu nhớ. Ta cùng mơ ước ngày về thăm đất mẹ đẹp tình yêu mến quê. Khi dùng thì anh Tín chú ý và các bác nào có bộ dàn này cũng chú ý luôn này. Cái nút equalizer này bao giờ cũng phải bật on lên này. Đây thì âm thanh mới hay được. Đấy, equalizer on này. Nó hiện dưới equalizer này thì âm thanh mới hay được. Anh vừa nhìn xây đắng để dệt muôn ý thơ. Chạy ok hết. Các bác nào mà có nhu cầu thì cứ tham khảo những bộ dàn như này và liên hệ với em theo cái số điện thoại 0979086225. Địa chỉ nhà em tại ngã ba Bưu Điện, Cầu Giàng, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.